huynh quả nhiên giữ lời. Qua đây giúp ta rửa hoa đi. Rửa hoa hả? Hoa dùng để luyện phấn độc đó. Sao phải luyện môn công phu tà môn đó chứ? Cái gì mà tà môn? Ta nói dịch cân kinh phái thiếu lâm nga mi kiếm pháp gì gì đó mới là tà môn. Đừng nói những chuyện này nữa. Tặng cho huynh đó. Không cần đâu. Cái gì mà không cần chứ? Đây là phong tục của người Tây Vực, huynh không thể không nhận. Vậy có cần ta tặng thứ giống như vậy cho cô không? Vậy thì không cần. Huynh tặng cho ta trái tim của huynh là được rồi. Sao vậy? Không có gì. Đi thôi, chúng tôi qua bên kia hái hoa đi. Có phải cho bắt chưởng môn phái Không Động và Hoa Sơn rồi không? Cha à, cha không lên tiếng tức là thừa nhận đó. Sao cha không nói cho con biết chứ? Ta gia bọn chúng trong mật thất, con kia mãi vui chơi với Tân Lan, có vào đâu mà biết hả? Vào đi, đừng đứng ngoài đó ngày lén nữa. Ta biết con gái ta thật lòng yêu ngươi, nhưng ngươi nghe đây, ngươi tuyệt đối không được làm nó buồn lòng. Ta cái gì? Ngươi có biết chưa? Biết rồi. Con gái à, nếu hắn dám vong tình phụ nghĩa, cha sẽ giết chết hắn. Cha yên tâm đi, con biết huynh ấy không có đâu. Không có gì tốt. Các con theo ta ra đây. Bọn họ đã trúng vào thể pháp của ta. Từ nãy về sau hoàn toàn bị ta khống chế. Ta không chỉ muốn khống chế Không Động Hoa Sơn, mà cả thiếu lâm võ đan Nga Mi, các đại môn phái đều phải nghe lời ta. Còn chúng hiện nay tụ hội ở Vạn Hà Trấn, coi như cho ta cơ hội thu phục tất cả. Sau đó sẽ thực hiện đại kế thống nhất của ta. Ông muốn tạo phản thật sao? Cái gì gọi là tạo phản? Tổ tiên mình giao chúng ta đổ bao công sức giúp Chu Nguyên Chương đoạt thiên hạ, xong việc hắn liền bán đứt chúng ta. Món nợ này ta nhất định phải tính toán với con cháu của hắn, tính thật rõ ràng sòng phẳng. Đợi khi ta kiếm được thiên hạ đăng cơ làm vua, khi đó còn là công chúa, còn ngươi là phò mã. Ta muốn lập cơ nghiệp vạn thế, truyền từ đời này sang đời khác. Huynh không muốn làm hoàng đế kế tục đại nghiệp của cha ta sao? Làm hoàng đế có gì tốt chứ? Huynh chưa làm qua làm sao biết được. Nếu phải giết chết nhiều người như vậy thì cha của cô mới đoạt được giang sơn. Ta thật không muốn sư linh đồ tháng. Vậy thì huynh muốn sao? Ta chỉ muốn cùng người ta thương ở bên cạnh nhau, sớm tối gần gũi. Như vậy ta đã thỏa mãn lắm rồi. Sao suy nghĩ của huynh lại giống ta vậy? Hay là chúng ta tâm ý tương thông? Mộc Nhi, cha cô thương cô như vậy, hay là cô thử khuyên ông ta đi. Làm sao khuyên chứ, thống nhất giang hồ là ý nguyện của cha mà. Nếu như vì giả tâm của riêng mình mà làm dấy lên trận gió tanh mưa máu, cô nỡ lòng sao? Thật ra ta cũng không muốn giết chóc đâu, nhưng chủ ý của cha ta không thể nào không nghe. Trời ơi, tại sao cô không có chút chủ kiến nào hết vậy? Ta nói với huynh rồi, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu mà. Dạ được rồi, nếu như có thể ngăn trận đồ sát này, cô có giúp ta hay không? Bây giờ ta đã là người của huynh rồi, nên nghe theo huynh thôi. Giúp ta trộm kỳ thư. Trộm kỳ thư? Phải. Nếu như giao kỳ thư cho Tuệ Quyền đại sư thì có thể dùng nó đổi lấy hai vị chưởng môn. Rồi các người trở về Tây Vực trước, còn về kỳ thư ta sẽ tự tay đem trả cho các người. Ta tin là có thể thuyết phục được đại sư, tuyệt đối không để ai có thể học lén võ công trong kỳ thư. Cô nghĩ thử xem, bây giờ các đại phái liên thủ, cha cô chưa chắc đối phó nổi,
Vậy không phải lưỡng bại câu thương sao? Quân thật có thể bảo đảm? Phải. Đại sư là người hiểu lý lẽ, còn có các thần y, nhất định nó giúp cho ta. Được. Ta chỉ hy vọng sau này ở Tây Dực cùng huynh sớm tối có nhau. Ly rượu này cha mời các con, chúc các con sớm sinh quý tử. Cạn đi. Cạn. Cha. À, xin mời. Cẩn thận. À, con à, con học thói ngượng ngùng từ khi nào vậy? Cha. Hả? Cha nói đúng mà, có tướng công ngồi bên cạnh, tất nhiên phải đặt phụ lên cười một nhi rồi. À, ê, người làm gì mà bên thầy tử nhanh đến như vậy? Không hổ là con rể tốt của ta đó. Ta mặc kệ, uống thêm vài chung nữa với ta, hả? Nào, ờ, được, được. Uống. Cạn, cạn. Cạn. Cha, cha sai rồi. Ai nói ta sai? Đừng uống nữa. Bình này lần sau uống tiếp không nha. Được. Con không biết tử lượng của cha cao lắm sao hả? Cha cứ uống hết bình rượu này cũng chưa sai đâu. Nè, ta uống cho mà xem á. Uống. Uống. Cha. Nhà phụ cẩn thận. Cha. 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 Nhà phụ. Cha không sao chứ? Nhà phụ ngừng sao rồi? Cha ngồi xuống. Đi. Ngồi đi. Ngồi xuống đi cha. Nè, ngồi đi. Cha. Nhà phụ. Cha. Nhà phụ. Cha không sao chứ? Cha. Nhà phụ à. Cha, chắc cha nóng trong người rồi. Con giúp cha cất bớt áo nha. Ừ, phải rồi. Nè, cởi áo ra trước đi. Nè. Quân không lừa ta chứ? Tất nhiên là không rồi. Phải sớm liên lạc với ta đó. Cuốn kỳ thư này thật sự ngươi tìm được hay sao? Giảng bối không dám nhận công. Thật ra lần này ta được một vị cô nương giúp đỡ. Hơn nữa vị cô nương đó chính là con gái của Tây Dực kỳ nhân Ha Mã Bá Mộc Nhi. Trình Tường, rốt cuộc ngươi định dở trò gì đây? Các vị trưởng môn, thật ra Bá Mộc Nhi chỉ làm theo lời cha cổ, cô ấy đã quyết tâm hối cải rồi. Đại sư, thuốc giải ông dùng chính là cổ lấy cho ta. Còn nữa, Trương Kỳ cũng là do cổ thả đi. Nếu không á, ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Xem ra bản lĩnh của ngươi không phải nhỏ. Ngươi với con ma nữ kia cũng có giao tình lắm chứ. Nè, đại sự làm trọng, đừng nói những chuyện ngoài lề nữa. Xin đại sư làm chủ, sớm cứu lấy sư phụ của ta. Đúng đó đại sư. Đại sư, bây giờ cách duy nhất là lấy kỳ thư buộc Tây Dực kỳ nhân trao đổi, kêu hắn quay về Tây Dực trả hai vị trưởng môn cho chúng ta, quá can qua thành hòa bình. Ồ, vậy mối thù con ta thì sao? Không cần báo nữa chắc. Theo ta thấy, cuốn kỳ thư này không biết có phải thật hay không. Ông không tin thì mở ra xem đi. Phải đó, xem kỹ rồi mới tính đi ha. Được. Đại sư ông sao rồi? Các người không cần trách tội tên tiểu tử đó. Muốn cứu người thì lên đỉnh Quang Minh tìm lão phu đi. Lý đâu là vậy? Tên ma đầu Tây Dực này hôm nay phải băm hắn thành trăm mảnh. Phải đi. Đại sư. Lê cô nương, hai mắt ta đã mù, nhờ cô dẫn đường giúp. Được. Sao rồi? Lưu trưởng môn và Quách trưởng môn bị trói lại rồi. Sư phụ.
họ đã trúng bão pháp rồi. Giống người ta lần đó hoàn toàn mất đi khống chế.